Làm thế nào chúng ta có thể đưa được hình chiếu phối cảnh hoặc là hình chiếu chụp đo trong môi trường Revit sang phần trang giấy? Bây giờ thì mình tích vào cái mặt bằng đi. Đây. Thì trước hết thì chúng ta cần phải tìm hiểu cho mình thế nào là hình chiếu chụp đo và thế nào là hình chiếu phối cảnh đã nhá. Thế thì để sang cái hình chiếu chụp đo thì chúng ta có thể rằng tích vào cái nút này này. Đây. Diffuse 3D view này. Chúng ta có thể rằng gắn phím tắt cho cái này, còn không thì các bạn có thể tích vào đây cũng được. Thì có thể không? Nó sẽ sang cái hình chiếu chụp đo đúng không? Tức là tất cả các đường bên trái này nó song song với nhau đúng không? Tương tự này, những đường bên phải này nó song song hết với nhau nhá. Và nó đã khử đi cái tụ thẳng đứng rồi. Nói chung là hình chiếu chụp đo là hình chiếu mà chúng ta dùng để đo đạc đúng không? Ví dụ như là đây, coi nhìn này, mặt đứng này, mặt bên này. Thế còn hình chiếu phối cảnh là hình như nào? Ở đây mình sẽ về mặt bằng nhá. Mình sẽ vào trong 3D view và mình tích vào cho phần camera. Ở đây thì mình tích vào điểm thứ nhất, mình chọn điểm gốc này. Sau đó mình tích vào điểm thứ hai này. Rồi. Thì các bạn thấy không? Nó đã ra một cái hình chiếu phối cảnh. Thì các bạn thấy rằng hình chiếu chụp đo và hình chiếu phối cảnh nó sẽ khác nhau đúng không? Khác nhau lớn nhất đó chính là cái phần điểm tụ. Các bạn thấy rằng là hình chiếu phối cảnh này thì nó sẽ tụ về cái gốc này, đúng không các bạn? Đây, tụ về gốc này, đúng không? Thì hình chiếu này, còn cái này này thì người ta gọi chụp đo. Và khi chúng ta tạo ra các cái view nhìn như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện ở đây đúng không? Thì cái này này nó được gọi là hình chiếu chụp đo đúng không? Còn cái này này còn là hình chiếu phối cảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa hai cái hình chiếu này sang phần trang giấy các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái trang giấy như thế này. Rồi, mình sẽ bắt đầu với lại cái hình chiếu chụp đo trước các bạn nhé. Bây giờ mình tích vào cái view này này, mình kéo ra đây. Thì các bạn thấy không? Đó. Nó ra được cái hình chiếu như thế này. Và chúng ta muốn cho to hay cho nhỏ thì chúng ta chỉ việc là tích đúc trực tiếp vào cái này này. Sau đó chúng ta chọn cái tỷ lệ đúng không? Ở đây mình chọn tỷ lệ là 1:50 đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng nó to lên hết cái trang giấy đúng không? Ở đây thì mình chọn tỷ lệ custom đi, mình chọn là tỷ lệ 1:70 thôi. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ tích ra ngoài này và mình sẽ di chuyển sao cho cái hình chiếu này của mình nó lọt vào trong cái phần trang giấy. Đó, các bạn thấy không? Nó tràn hết cái trang giấy rồi. Rất là đơn giản nhá. Đối với loại hình chiếu này thì chúng ta chỉ cần tích đúc vào nó và chọn cho nó một cái tỷ lệ ở đây hoặc là ở đây là xong. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi nhá. Mình tích đúc ra bên ngoài trang giấy này. Đối với hình chiếu chụp đo thì khá đơn giản thôi. Còn đối với hình chiếu phối cảnh thì sao? Chúng ta cầm thì kéo sang nhá. Đây. Lúc này ta sẽ không thấy rằng là cái tỷ lệ nó nằm ở đây nữa, đúng không? Nó là hình chiếu phối cảnh mà. Vì vậy nên chúng ta muốn cho cái hình ảnh nó to hay nó nhỏ đi so với trang giấy thì chúng ta làm như sau. Các bạn chọn hình chiếu này nhá và các bạn tích vào cho phần size crop này ở đây này. Trong này thì nó sẽ hiện cho các bạn cái kích thước đúng không? Tích vào cho mình phần scale nhá. Ở đây thì giả sử nhá, mình chọn nó là 200. Đúng không? Sau đó mình ấn apply thì các bạn sẽ thấy rằng cái hình chiếu này này nó trở nên nhỏ hơn. Đúng không? Đó. Cái này thì chúng ta muốn ẩn đi thì chúng ta sẽ chọn nó này. Và các bạn tạo cho mình một cái viewport mới đi, đúng không? Ở đây thì mình edit type đi, mình duplicate lên. Mình ghi là no TL nhá. Sau đó thì trong trường hợp này, đây, show này thì mình chọn là no. Đó, các bạn thấy không? Nó mất cái này đi rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Thì đó là cách để chúng ta có thể cho to hay nhỏ hai cái loại hình chiếu này trong cái phần trang giấy để sao cho chúng ta sắp xếp nó gọn gàng. Để cái hồ sơ trở nên đẹp hơn các bạn nhé. Hey, that's pretty good. Công cụ này thì nó là cái hộp thoại phạm vi và nó sẽ giúp chúng ta thể hiện một cái view nhìn một cách nhanh và chính xác hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật Revit lên nhé. Đây, giả sử như là mình có một cái mặt bằng nó lớn như thế này. Nếu mà chúng ta đưa mặt bằng này vào trong cái trang giấy thì hơi khó để chúng ta có thể biểu thị hết các số liệu được đúng không? Trong trường hợp này nhá, thì mình sẽ phân làm 3 khu. Là khu số 1 này, khu số 2 và khu số 3. Mình sẽ đưa từng khu này vào trong từng trang giấy một. Như vậy thì chúng ta sẽ thể hiện hồ sơ nó được tốt hơn nhá. Thế thì ở đây thì chúng ta chỉ cần vào trong phần view và các bạn để cho mình cái công cụ này, Scopebox. Mình sẽ về trong level tầng 1 này và mình sẽ duplicate lên các bạn nhé. Chọn cái đầu tiên này thì nó chỉ nhân bản nguyên cái tính năng cơ bản của nó thôi. Đây, mình sẽ duplicate lên làm khu 1 này, khu 2 này và khu 3. Rồi, ở đây nhá, mình chuột phải và mình rename. Các bạn có thể là viết hoa nhé.
Tương tự này, chúng ta có thể ghi liên tiếp cái này là phân khu 2, là phân khu 3. Nếu mà đầy đủ nhá thì chúng ta nên ghi là mặt bằng phân khu 1, mặt bằng phân khu 2 và mặt bằng phân khu 3. Còn nhá, bây giờ thì chúng ta tích vào trong phần view và các bạn chọn cho mình là scope box. Mình kéo một cái vùng như thế này. Đó. Mình muốn phân khu 1 của mình là vùng này, đúng không? Sau đó thì mình có thể chọn đây này là PK1, enter. Còn nhá, tương tự này, mình tạo thêm một cái phân vùng 2. PK2, enter. Và tương tự mình sẽ tạo một phân vùng thứ 3 ở đây. Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ sang cái phần là phân khu 1 này. Và mình tìm trong cái bảng properties, mình tìm đến một cái đề mục được gọi là scope box. Và nếu mà các bạn để là none ở đây thì nó sẽ không có cái hộp thoại nào tác dụng, đúng không? Ở đây thì mình sẽ chọn là PK1. Đó, các bạn thấy không? Cái view nó đã nhỏ lại rồi. Lúc này thì chúng ta có thể chọn tỷ lệ, chọn style và dimension theo ý mình nhá. Tương tự này, phân khu 2 mình cũng sẽ chọn là PK2. Mình sẽ chọn là khu 3. Rất dễ dàng để cho cái việc mà chúng ta kiểm soát cái view nhìn của mình, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần đưa từng cái mặt bằng này vào trong trang giấy là xong. Đây, tổng mặt bằng đây. 1 này, 2 này, 3 này. A few inches later. Có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh không dùng cái callout. Thì các bạn hiểu rằng đây là một cái trích dẫn chi tiết cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta nhìn ở trên mặt bằng ấy, sẽ thấy rằng hiệu quả của nó gần giống như là cái scope box này. Giả sử mình kéo cái cụm này nhá. Đó. Sau đó mình chọn cái này này. Chọn go to view này. Thì các bạn thấy không? Nó cũng gần giống, nó cũng cho phép chúng ta là tạo một khu tách riêng ra được và có thể chọn tỷ lệ riêng được. Tuy nhiên, rằng cái callout này thì nó chỉ dùng để trích dẫn các chi tiết thôi. Còn scope box ấy thì chúng ta có thể áp dụng cho nhiều view được. Các bạn nhá. Ví dụ trong trường hợp này, mình có thể chọn tất cả những cái view này bằng cách chọn cái bên trên này. Sau đó thì mình ấn nút shift, mình chọn cái phần bên dưới. Đó, mình chọn tất cả các mặt bằng. Sau đó thì mình có thể chọn là phân khu 1. Thì các bạn thấy không? Tất cả cái khu này này, nó sẽ được giới hạn trong cái phân khu 1 này mà thôi. Thì đấy là cái điều khác biệt mà cái scope box nó mang lại so với callout. Và ngoài ra nhá, mình ra 3D đi. Thì scope box nó cũng tác động cả lên cái phần 3D nữa. Nếu mà để là none thì chúng ta sẽ thấy rằng view 3D nó toàn bộ, đúng không? Trong trường hợp này thì mình sẽ chọn là phân khu 1 này. Thì các bạn thấy rằng là nó chỉ giới hạn riêng cái phân khu 1 này mà thôi, đúng không? Tương tự này, phân khu 2 này. Đó, phân khu 3 này. Thì với cái scope box này thì chúng ta có thể rằng là tùy ý chúng ta chọn cái phân khu để cho cái hồ sơ gọn gàng và nhanh hơn các bạn nhé. Trong một cái file hồ sơ nó nhiều như này thì mình sẽ xuất từng cái mặt bằng sang một các bạn nhé. Trong trường hợp này thì mình sẽ xuất cái mặt bằng tầng 1 trước đi. Đây, mình sẽ dùng một cái lệnh được gọi là lệnh vk. Các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ phải tắt cái tiếng Việt đi nhé. Rồi, ở đây chúng ta có lệnh vk cách. Sau đó thì nó hỏi chúng ta này, bạn muốn chọn đối tượng nào và bạn muốn lưu ở đâu và đơn vị là gì, đúng không? Ở đây thì mình sẽ tích vào nút select object. Sau đó mình chọn cái đối tượng này. Mình ấn nút cách. Ta sẽ chọn đơn vị là mm các bạn nhé. Thì mình sẽ tích vào cái vị trí này. Mình chọn cái tên cho nó phù hợp. Tích vào đây. Và mình sẽ chọn là mặt bằng tầng 1. Lưu nó lại này. Ok. Rồi. Bây giờ cái mặt bằng này này, nó đã lưu được độc lập ra bên ngoài rồi nhá. Thế thì bây giờ chúng ta mở cái môi trường Revit lên. Ở đây thì mình sẽ vào trong hệ quy chiếu Default Matrix các bạn nhé. Nếu mà các bạn vào trong phần Insert và chúng ta đưa trực tiếp cái file CAD vào trong này thì cũng được, nhưng mà nhiều khi cái trục tọa độ của chúng ta nó sẽ bị lung tung, đúng không? Có thể tích trực tiếp vào đây này, import CAD và đưa file CAD vào, với điều kiện là cái trục tọa độ của các bạn bên CAD ấy nó phải chuẩn đã. Còn nếu mà nó bay lung tung thì rất là khó kiểm soát khi các bạn đưa vào trong Revit. Giả sử như là chúng ta muốn làm nhanh trường hợp này thì mình có thể làm như sau này. Mình có thể vào cái phần này này, tạo một cái trang nháp nhé. Mình sẽ chuột phải vào đây, sau đó mình ghi một cái tên là CAD trừ T1. Ok, đấy, mình đã tạo ra một cái trang nháp trắng tinh rồi. Mình sẽ ấn nút import CAD. Và lúc này thì mình sẽ chọn cái file CAD đó các bạn nhé. Đây, mặt bằng tầng 1 đúng không? Cái phần color thì nếu mà các bạn để rằng là như thế này
nó sẽ giống như cái bên két đúng không? Ở đây trong trường hợp này nhá, mình sẽ chọn là cái black and white này đi, là trắng và đen cho nó dễ nhìn. Rồi, ở đây thì mình ấn nút open. Cái phép két của chúng ta nó đã vào trong này rồi, nhưng mà nó đang quá nhỏ, không biết ở đâu cả đúng không? Vì thế nên chúng ta dùng cái lệnh được gọi là lệnh ZA nhá, ZA. Thì các bạn thấy không? Nó đã phóng ra cái tờ mắt chúng ta rồi đúng không? Ở đây mình chọn đối tượng nhá. Sau đó thì các bạn sẽ để ý rằng là chúng ta có một cái ghim ở đây. Cái ghim này thì nó sẽ cố định cái đối tượng lại nhá. Các bạn tích vào cái ghim này này. Đó thì nó sẽ có thể dễ dàng di chuyển nó được đúng không? Trong trường hợp này thì chúng ta chọn đối tượng và nút Ctrl C là để copy. Sau đó thì chúng ta sang cái mặt bằng tầng 1 nhá. Đây. Và chúng ta sẽ Ctrl V là paste nó vào đây. Các bạn nhớ rằng là trong cái file deform matrix ấy thì chúng ta sẽ phải vẽ đối tượng ở giữa này. Cái này là các cái hướng nhìn đông tây nam bắc này các bạn này. Sau khi đưa vào đây rồi thì các bạn thấy rằng cái nét của nó hơi đậm đúng không? Để cho nó mờ đi nhá thì các bạn có thể là chọn cái đối tượng này này. Sau đó thì các bạn tích vào trong phần là Upright Graphic in View và chọn là By Element. Lúc này thì chúng ta sẽ tùy biến cái mặt đồ họa cho con bằng này. Có một kiểm Half Stone này, chúng ta tích vào đây và ấn Apply. File AutoCAD của chúng ta nó đã mờ đi rồi đúng không? Chúng ta đã nhìn dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mà các bạn muốn cái file này của chúng ta nó mờ đi nữa nhé, thì các bạn chú ý cho mình là có cái dạng này là Projection Line, tức là đường line của cái vật thể. Lúc này thì chúng ta có thể chọn cái màu mà nó sáng nhé. Sau đó chúng ta ấn nút Apply. Thì các bạn thấy không? Đây, cái màu này này nó đã mờ đi rất là nhiều rồi đúng không? Đó, đậm hơn này. Apply này. Hoặc là các bạn cũng có thể là dùng cái phần là thanh là Transparency này chúng ta kéo lên đúng không? Lúc này thì nó cũng sẽ làm cho cái bề mặt, cái phần hack của chúng ta nó sẽ trở nên mờ đi các bạn nhé. Đây này. Đấy, các bạn thấy không? Phần tường hack này nó mờ đi này. Rồi, khi nào các bạn thấy ưng ý cái này rồi thì chúng ta ấn nút OK nhé. Đây, cái file két của các bạn nó rất là mờ như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ thử vẽ lưỡi trục nhé. Các bạn vào trong phần Architecture và các bạn tích cho mình cái phần Grid đây. Sau đó thì chúng ta có thể tích vào đây này, Pick Line này. Chúng ta có thể tích vào đây đúng không ạ? Thì nó sẽ hiểu là trục 1 này đúng không? Tích vào đây này, nó là trục 2. Tương tự chúng ta sẽ phải tìm ra cái trục A này nhá. Tích vào đây. Các bạn thấy nó là số 5 đúng không? Thì các bạn chỉ cần tích đúc vào trong cái này thôi. Chúng ta ghi là A này nhá. Sau đó tích ra ngoài thì nó sẽ kết thúc. Nếu mà cái này là A rồi thì lần sau chúng ta tạo cái lưới ấy, thì nó sẽ hiểu là B nhá. Tích này, tích này, A, B. Tương tự chúng ta có thể rằng cầm cái thanh này chúng ta kéo ra để cho nó thẳng hàng với các trục còn lại các bạn nhé. Tương tự ta có thể chọn này, kéo ra này. Nếu mà chúng ta xong cái phần facet này rồi thì chúng ta có thể chọn facet này và chúng ta gõ một cái lệnh là lệnh EH, là lệnh ẩn riêng cái đối tượng này đi. Đấy, chúng ta cầm và chúng ta kéo ra này. Để hiển thị hai đầu cho cái lưới này nhá thì các bạn chọn nó vào phần Edit Type và các bạn nhớ nhá, tích cho mình vào hai cái ô vuông này là xong nhá. Nó sẽ hiển thị hai đầu. Đó. Chúng ta đã rất nhanh chóng tạo được một cái hệ thống lưới trục nhờ vào cái file AutoCAD. Rất đơn giản đúng không mọi người? Nice. Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.